Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tiết đầu tiên của học kỳ 2. Cô mời các em bắt đầu khởi động cùng với cô trước khi học bài mới. Là các em hãy biểu diễn bài đi cắt lúa theo hình thức nhóm hoặc cá nhân, kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo phong cách Tây Nguyên. Bài học mới hôm nay của các em đó là chủ đề 5 về bài ca lao động, học hát bài hò ba lý. Các em cùng thảo luận một số câu hỏi trước khi vào bài nhé. Câu thứ nhất, các em hãy tìm hiểu dùm cô. Quảng Nam nằm giữa hai tỉnh thành nào của nước ta? Câu số 2, hò là gì? Câu số 3, em hãy kể tên một vài làn điệu hò mà em biết. Câu thứ tư, tóm tắt đặc điểm của hò. Và câu thứ năm, bài hò ba lý được xây dựng dựa trên câu ca dao nào? Cô mời các em cùng thảo luận. Cô chờ chúng ta cùng đưa ra đáp án của những câu hỏi trên nhé. Câu 1, Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng, phía Nam thì sẽ giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Câu 2, hò là một thể loại dân ca, thường được hát trong khi lao động. Câu 3, kể tên một vài làn điệu hò, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số làn điệu hò như hò Hội, hò Đồng Tháp, hò Xuôi Nhịp Một, hò qua sông hái củi. Câu 4, đặc điểm của hò. Khi nhắc đến những bài hát mang điệu hò, chúng ta thấy nội dung của bài thường gắn với nhịp điệu lao động, động viên tỏ tình cảm, giải trí. Lời ca thường là thơ lục bát, hát theo lối đối đáp sướng xô. Và câu 5, hò ba lý được xây dựng trên hai câu thơ: trèo lên trên dãy khoai lang, trẻ tre đang sỉa cho nàng phơi khoai. Cô mời các em cùng nghe bài hát và vận động theo bài hát hò ba lý. Hò ba lý, dân ca Quảng Nam. Trèo lên trên dãy khoai lang, ba lý
Các em cùng bước sang tìm hiểu về bản nhạc của bài hò ba lý. Các em cùng chọn đáp án đúng với cô qua một câu hỏi nhé. Bài hò ba lý dân ca Quảng Nam sử dụng những ký hiệu âm nhạc đặc biệt nào? Chúng ta nhìn vào bài, các em sẽ thấy được trong bài sử dụng dấu luyến và dấu nối rất là nhiều. Dấu luyến ở hầu hết những chữ như là chữ lý, chúng ta hát một chữ nhưng chúng ta sẽ luyến ba nốt. Chữ mà, chữ lý dòng thứ hai luyến hai nốt. Chữ trên luyến hai nốt. Chữ rẫy luyến hai nốt. Chữ khoai luyến hai nốt. Chữ lý dòng thứ ba cũng luyến ba nốt. Chữ lý dòng thứ tư luyến hai nốt. Chữ trẻ luyến hai nốt. Chữ là luyến hai nốt. Chữ cho luyến hai nốt. Chữ phơi luyến hai nốt. Chữ hố luyến hai nốt. Chữ khoan là dấu nối. Dấu nối thường xuất hiện ở những cuối câu, những chữ cuối câu như là chữ tan và chữ khoan cuối bài. Ngoài ra còn có dấu lặng đơn. Ở đây có một chữ dùng từ địa phương, đó là chữ xịa. Xịa có nghĩa là một dụng cụ được đan bằng tre nứa, gần giống cái ni ở miền Bắc dùng để phơi sấy. Câu số 2. Bài hát hò ba lý được viết ở hình thức mấy đoạn với cấu trúc nào? Các em nhìn từ đầu bài đến cuối bài, đây là hình thức một đoạn. Và cấu trúc của chúng ta sẽ thấy chữ sướng, chữ xô, có nghĩa là giống như là chúng ta sẽ hát đối đáp nam một câu và nữ một câu. Đó là hình thức chúng ta thường gặp ở trong những bài hò. Cô mời các em bắt đầu cùng tập hát bài hò ba lý. Chúng ta cùng nghe mẫu lần thứ nhất. Bài này hơi khó ở những chữ hát luyến, chúng ta cần hát cho chính xác. Cô mời các em cùng nghe lần thứ hai. Cô mời các em cùng nghe hát mẫu lần thứ ba. Các em cùng hát lần thứ nhất. Các em hát lần thứ hai. Cô mời các em cùng hát lần thứ ba. Các em cùng đi tiếp bài. Cô mời các em cùng nghe mẫu lần thứ nhất. Các em cùng nghe mẫu lần thứ hai. Chúng ta cùng nghe mẫu lần thứ ba. Các
Cô mời các em cùng hát lần thứ nhất. Các em cùng hát lần thứ hai. Chúng ta cùng nghe và hát lần thứ ba. Cô mời các em cùng nghe mẫu những câu cuối. Cô mời các em nghe mẫu lần hai. Chúng ta nghe mẫu lần thứ ba. Chúng ta cùng hát lần thứ nhất. Các em cùng hát lần thứ hai. Các em cùng hát lần thứ ba. Cô mời các em cùng hát cả bài. Chúng ta có thể trình diễn theo lối hát sướng xô, mỗi người một câu, hoặc là kết hợp với một trong các hình thức sau, là vận động tự do hoặc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc theo nhịp. Bài học của chúng ta đến đây kết thúc. Ở nhà các em tập hát nhuần nhuyễn bài hò ba lý và chuẩn bị nội dung tiết học sau là nhạc cụ tiết tấu. Cô cảm ơn và hẹn gặp lại các em.